Thưa sư ạ, con muốn hỏi một câu về từ thánh quả và những cái vị mà từ Bồ Tát mà phát tâm để tích lũy các cái ba la mật để thành một vị Phật ạ. Thì nếu mà kết quả cuối cùng của một vị Phật toàn giác hoặc là các vị mà chứng đắc thánh quả thì đều là nhập Niết Bàn. Thế thì con có đọc sách của thầy thì có ghi là một vị Bồ Tát thì họ từ chối để trở thành một vị A-la-hán. Tức là vị Bồ Tát đấy từ chối để nhập Niết Bàn và sau đó lại tích lũy ba la mật để thành một vị Phật, sau đó nhập Niết Bàn. Thế thì cái đích cuối cùng vẫn là nhập Niết Bàn, thì tại sao lại có một cái tâm nguyện mà có khi phải đánh đổi đến hàng trăm nghìn đại kiếp sau chẳng hạn để có thể thành một vị Phật mà cứ tái sinh liên tục như thế, mà thay vì là mình chọn luôn A-la-hán mình nhập Niết Bàn luôn? Nếu như một cái vị Bồ Tát mà ngay cái lúc đấy vị đó có thể chứng Niết Bàn, tức là chứng quả A-la-hán ngay khi nghe bài kệ của một vị Phật đấy, thì vị đấy sẽ trở thành một vị A-la-hán thường. Tức là một vị A-la-hán thường thì không 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 hóa độ được chúng sinh giống như một vị Phật. Ví dụ như là một vị Phật ra đời, vị đó sẽ có cái trí tuệ toàn giác. À, cái vị đấy trong bốn A Tăng kỳ kiếp đấy là để đi gieo duyên với chúng sinh, tức là vừa tích lũy các ba la mật nhưng mà thực ra là để vừa là để gieo duyên với những cái chúng sinh mà người ta chưa có duyên với giáo pháp ấy, chưa có duyên với Niết Bàn, với con đường giác ngộ này. Thì trong ví dụ như là mình bây giờ mình gặp Phật tu học cái giáo pháp này, là có thể là trong những cái kiếp quá khứ khi mà vị Bồ Tát đang tu ấy, mình đã từng được thọ nhận một cái sự bố thí gì của vị đó. À, ví dụ như vị Bồ Tát thì bố thí rất là nhiều trong các cái ba la mật, thì đặc biệt là cái ba la mật về bố thí là rất là nhiều, vì có bố thí nhiều mới gieo duyên với chúng sinh được vô được nhiều ấy. Có gieo duyên với chúng sinh thì sau này chúng sinh người ta mới có cảm tình với mình, cái cảm tình với cái giáo pháp của mình, rồi người ta mới theo mình tu học. Thì đấy là một vị Bồ Tát chấp nhận ở trong luân hồi lâu dài như thế. Mà đặc biệt vị Bồ Tát ấy luôn luôn ưa thích ở cái cõi sinh làm người để tích lũy ba la mật nó dễ nhất, nhanh nhất. Cho nên là vị Bồ Tát thì phải chấp nhận gian khổ như thế vì cái lòng đại bi và trí tuệ. Lòng đại bi là vì thấy chúng sinh chìm đắm trong khổ đau, cho nên là vị Bồ Tát sẵn sàng dấn thân để hành Bồ Tát đạo, tích lũy các ba la mật và gieo duyên để độ chúng sinh ở tương lai. Thì nhờ có vậy thì mới có những vị Phật ra được để mà độ chúng sinh như bây giờ.